Cho 10 ngàn nè. Qua trên Clement á. Clement nhiều tiền quá. Trời ơi. Coi kìa, ở đó mà lên lại. Thôi, giải tác. Có 30 ngàn. À, đây có thiệt. Nó có iPhone luôn anh. À. iPhone chắc phải chơi cái level mấy á. À, cái này để cái vỏ thôi hả? Liên hệ để nhận quà. Nhưng mà ý là mình chơi qua mấy vòng. Để nó phải full được hết cái bánh luôn á. Hay là full nó xong nó mời tiếp dùng hai. Không, em thì nghĩ là mỗi cái nó sẽ có cái khó khác nhau á, mỗi cái level khác á. À, cái này là cái máy gì vậy trời? Anh thấy lạ, chạy lại cho nó trong vòng mấy tỷ. Cái này dễ và thắng được họ. Khó lắm, yên tâm, son môi dễ thắng. Son môi chắc là hai vòng là thắng. Rẻ đúng không? Đúng rồi, nó rẻ. iPhone chưa? iPhone thì chơi hoài không thắng đâu. Thôi, vậy. Ủa, nãy giờ anh vô đóng rồi nhà đâu anh đang ra. Ừ, đi thôi. Chụp lại anh nhâm tâm đây đi. Thôi, để ông tự lên chụp đi. Nó nghĩ rồi nha mọi người. Trời ơi, cái gì vậy? Em phải đi bạn. Giống có thêm gì mà quay 4 tháng đi. Nhạc sĩ bị công an bắt phạt. Đúng chưa? Đúng. Đâu có thêm mà 4 tháng chưa sao? Đất luôn. Sao này quảng cáo luôn, tết này em có đúng phim mọi người nhớ tin thôi. Tên gì? Phim tên gì chú? 30 chú hãy tết. Đặt cái tên dính luôn. Quay hoài chưa xong. 30 chú hãy tết mà. Có hài, có cây đắng, cười cho đã rồi khóc cho bằng thì thôi. Có luôn. Chiếu mùa 1 vậy. Mùa 1 Tết. Mọi người nhớ xem CGB. Phải 4 tháng. Chắc cũng xa nó coi lắm chứ mà. Không có. Chứ mấy ký luôn mà. Đấy vậy? Nè. Bữa nay là nhả bớt rồi đó. Gọi là đen vui à. Diễn viên cực lắm. Mọi người coi chỉ có 90 phút chứ mình làm mấy tháng trời. Nhưng mà đâu sao? Có, chú đừng nói vậy, tại chú đi Mỹ. Chứ mấy tháng trời gì, tụi phim tôi quay có 1 tháng trời à. Đâu. Tại chú đi mấy tháng luôn. Xuống bụng hẳn luôn nè, đâu còn như đó. Hết luôn. Thôi đừng làm, người ta rờ lại kỳ lắm. Là mình vô mình họp báo chứ hả? Ừ, vô báo đi. Nhưng rồi, xin mời. Đây lọc họ nổi bật quá, tới chụp tấm hình thôi. Được không? Bây giờ sướng lắm, mỗi lần đi quay và gặp đi du là muốn ăn cái gì cũng được. Do bữa mình dòng mai đó là cô ấy cá cược với em là cái cậu đó là hát hay. Em nói là hát dở, cô ấy khẳng định 100% là hát hay. Nếu thua thì sao? Nếu em thua lại phải mua cái đồ trong shop của ấy từ đây tới cuối đời cho vợ mặc. Còn nếu mà em thắng là cô ấy phải mua đồ ăn cho em từ đây tới cuối đời mỗi lần tham gia chương trình nào mà gặp em. Cho nên bữa là mới gặp có lần, từ đó tới giờ có gặp có lần là cái chương trình mới. Cho nên cũng mua bê thu cho ăn. Sướng lắm, giờ đi đâu mà có video phải. Sáng nay tiện nói luôn thưa quý vị, không ai mà ăn được một cắt nào của video trừ ra. Dễ gì mà ăn được một cắt của video. Rồi sau chương trình đó là học trò trong trường đâu có thèm học nữa. Học trò giờ tụi nó nghỉ quá trời. Nhắn tin thang anh ơi lên chương trình với giờ học trò. Nó nghỉ học nó không học em nữa. Nhắn lại đúng rồi nghiệp. Quả báo đó em ạ. Bên em có video hả? Không có video được ăn nữa rồi. Chắc video mới biết em tới trốn. Trốn chặt thiệt hả chứ. Sợ bao đi ăn nữa. Sợ bao đi ăn mà em đâu phải mua cho mình em đâu. Em mua cho nguyên phim trường mà. Em báo nguyên phim trường em mua trả tiền. Trời ơi, lâu chưa? Và xin mời đầu bếp Phan Thắng Thái Hòa. Xin mời chị. Cảm ơn các anh chị ạ. Anh Giang có muốn phát biểu gì không anh Giang? Cảm ơn các anh chị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Và một yếu tố
cái ý đó. Trường Giang ơi, mình ăn rất là nhiều món rồi á. Em hả? Để chút nói trước, ví dụ mà sau mùa này đồ ăn sang hơn á. Dạ, thật sự thì cái này em cũng nói luôn là năm nay cái như là cái cách mà tụi em đánh vào món ăn á, nó sẽ đánh vào cảm xúc nhiều hơn chứ không phải là món ăn sang hay là món ăn dân dã. Ví dụ như các anh chị coi chương trình thì năm nay sẽ là đủ các mùi vị về cảm xúc. Tụi em vẫn đi tới những cái vùng miền rất xa xôi, tuốt tận Yên Bái để quay đến cúng Tú Lệ, rồi đi về vùng nước nổi để quay hái bông điên điển, hái các loại hoa dân dã. Tuy nhiên, tụi em cũng kết hợp với lại các nhà hàng khách sạn 5 sao ở Sài Gòn, ví dụ như bên chỗ Caravel anh Trần Thái Bảo, để nâng tầm những cái ẩm thực của Việt Nam, làm những cái kiểu như đồ ăn fusion cho nó đỉnh cao. Là tụi em không phải là chị, như chị thấy trên đó là chắc sang hơn, chắc tại tụi em lựa hình đẹp cho nên là chị thấy vậy thôi. Nhưng mà chủ yếu tụi em lựa hình sang quá nên chị thấy vậy. Mình nói sang hết hình chứ. À, sang. Dạ. Rồi ngoài ra nữa thì cũng như em nói luôn là chắc là cái trailer nó nhanh quá. Tụi em còn kết hợp với các YouTuber để cho ra những cái thức phim chân thực nhất, những cái mùi vị mà giống như là mẹ nấu nhà làm mà ở dưới quê lâu rồi người con xa quê không được thưởng thức. Là năm nay tụi em sẽ đi chính về cảm xúc là chủ yếu. Còn các món ăn mà như chị nói là nếu như vì nhà tài trợ, Tường An tài trợ tụi em mà tụi em phải chiên xào nhiều để mà cholesterol thì hoàn toàn không có. Mà ngược lại đây là chương trình ăn không chỉ để no mà ăn còn lo cho sức khỏe, cho nên đó là cách tụi em đang hướng dẫn tới khán giả sử dụng dầu ăn như thế nào cho đúng cách. Món chiên thì dùng dầu gì, món hấp dùng dầu gì, ra làm sao, liều lượng như thế nào. Chứ không phải là rồi chiên nhiều hay xào nhiều sẽ gây ngán. À, em xin hết ạ. Chắc cho anh thêm một ý nhỏ nhỏ thôi, là vì cái mùa thứ năm á thì lúc đầu thì nói thật luôn là không làm, và giống như là một số chương trình thật sự nhà tài trợ muốn làm nên mình quyết mình phải làm lại. Thật sự là các bạn bên sản xuất, nhất là các bạn sản xuất, các bạn làm hoặc là ngán á, thành ra là năm nay nói thôi thương định được nghỉ mùa đi, không phải là mình bỏ luôn, tại vì cái một cái format hay như vậy mình không thể bỏ luôn được, thì nói thôi năm nay không làm để cho mấy bạn nghỉ giải lao một chút để mấy bạn tìm thêm ý tưởng. Nhưng mà trong một cái dịp thì anh em gặp nhau bên chỗ bên Tường An thì Tường An nói năm nay tại sao không làm, thì bây giờ có nhà tài trợ nhưng mình cũng nói thực sự là nó có cái đó. Cho nên lúc làm việc thì đương nhiên các bạn cũng biết rồi, làm việc với nhà tài trợ thì brand mà, nhãn hàng là nói chung là họ khi tài trợ thì đương nhiên họ phải làm sao để có thể giới thiệu được cái nhãn hàng một cách tốt nhất. Nhưng mà được một cái là rất là may là khi làm việc với Tường Minh, Tường An thì gặp anh Tùng rồi gặp cô Vân thì anh em cũng thống nhất với nhau làm sao mình tôn vinh cái ẩm thực. Đầu tiên là phải tôn vinh cái ẩm thực Việt. Cái thứ hai nữa là cái đẹp của văn hóa Việt, cái văn hóa mình thông qua ẩm thực. Thì cái đó mới là cái thông điệp chính. Và thực sự thì cái lịch sử của Tường An thì nãy anh Tùng cũng có chia sẻ rồi, cũng gần 50 năm. Nó, họ không đơn giản. Không đơn giản mà một cái thương hiệu mà có thể tồn tại lâu như vậy và được người tiêu dùng lựa chọn. Mình nghĩ là hiện tại giờ nói dầu Tường An chắc là số 1 Việt Nam. Thì về cảm xúc là như vậy. Thì khi trao đổi thì hai cái đó nó hợp lại. Mình cũng thống nhất là anh em nếu mình làm sao cho chương trình người ta coi thấy có nhiều cái bổ ích, quảng bá được nhiều cái nét đẹp trong ẩm thực, rồi đương nhiên là phải tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy cho nên là hai bên cũng thống nhất với nhau ngay từ đầu, thì được cái là nhà tài trợ cũng không có cưỡng bức mong minh sản xuất gì hết, không có ép uổng là phải nhiêu đây. Trên thực tế là đôi lúc làm chương trình nhiều mình cũng bị cái đó nhiều, nhưng mà cái tinh thần năm nay cũng trao đổi như vậy để làm chương trình tốt hơn. Và một cái nữa là tại sao nó đẹp thì cũng nói với cô Hà là càng lúc mình phải càng đầu tư vô hình ảnh. Nếu như mùa 1, mùa 2 mà rất nhiều nghệ sĩ thích chơi là cũng vì coi mấy cái clip để thấy ngon quá, rồi cái miệng Trường Giang ngon quá nữa, thực sự luôn. Và cái khổ nhất là Trường Giang chứ không phải ai hết á, tại vì một ngày mấy trăm món ăn, một mùa thì ăn 200-300 món thì sẽ chịu nổi. Không ốm được luôn mà. Thì không, đúng không? Không chỉ về mặt thị giác nó phải hết sức hấp dẫn qua cái màn hình, mà trên thực tế là các anh chị đầu bếp cũng như anh Bảo rồi các chị được gọi cô Hiền Minh là phải thực sự, mình nói luôn là phải thực sự ngon thì anh Giang ảnh mới chịu nổi.
thì cái đó là bổ sung thêm một chút xíu, tại sao nhìn nó có vẻ sang hơn. Thực sự thì ẩm thực món ăn là bản chất nó, nếu mình biết mong má nó chút xíu là nó sang. Rồi cái phần food stylist năm nay cũng chăm sóc rất là kỹ, thì đó là một vài cái, thêm một vài cái chi tiết để mình thấy cảm giác những món ăn nó sang. Trên thực tế nó vẫn là rất dân dã, nó vẫn rất là địa phương, nó vẫn rất là cái gì đó thêm một chút fusion. Nó cũng không hẳn là fusion là đẹp. Nhiều khi các món ăn Việt Nam mà fusion mình nhìn mình không thích, nhưng cái fusion nếu mình biết tiết chế nó chút xíu, đưa vào trong cái kết hợp với food stylist cộng với lại bàn tay của các nghệ nhân ẩm thực, rồi luôn cả các anh DOP của ngay, thì mọi thứ nó ra nó cảm giác lung linh. Cho nên nó trở thành thực tế thì nó cũng vậy thôi. Cảm ơn cô Tám nha. Thời gian.